Đặc vụ là cơ quan, cá nhân, tổ chức đặc biệt, chuyên làm nhiệm vụ do thám, phá hoại, thậm chí là ám sát. Họ luôn là những người ưu tú và siêu việt, được tuyển chọn đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ cho các mục đích của nhiệm vụ. Chính phủ thế giới cũng sản sinh ra những đặc vụ chuyên nghiệp, phục vụ cho mục đích của mình. Họ được xem như là cái bóng của hải quân, giúp chính phủ thế giới thực hiện các nhiệm vụ bí mật, bảo vệ nền hòa bình do họ tạo ra. Đôi lúc đó có thể là trừ khử một ai đó, có thể gây hại cho chính phủ hay điều tra, do thám, mua bán vũ khí, những công việc mà chính phủ không tiện ra mặt để thực hiện. Cipherpol chính là các tổ chức bí mật thực hiện các cuộc điều tra, gián điệp và ám sát cho chính phủ thế giới. Những đặc vụ tài giỏi nhất sẽ được tuyển chọn để trở thành những thành viên cho các tổ chức này. Xuyên suốt lịch sử hình thành và đào tạo Cipherpol, Rob Lucci được công nhận là đặc vụ tài năng và xuất sắc nhất Cipherpol từng sản sinh, đồng thời cũng là một trong những đối thủ khó nhằn nhất Luffy từng gặp phải trước khoảng thời gian time skip. Vậy ngày hôm nay, hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về thành viên xuất chúng nhất của Cipherpol nhé. Cảnh báo video có thể chứa một số chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Rob Lucci, đặc vụ cao cấp của Cipherpol, hiện tại đang hoạt động dưới tư cách là một thành viên của CP0. Ban đầu anh xuất hiện dưới tư cách là thành viên của CP9, đồng thời được coi là thành viên mạnh nhất trong lịch sử, với vô số đóng góp trong tổ chức. Sau khi thất bại trong nhiệm vụ tại Enies Lobby, Lucci đã bị Spandam đuổi khỏi CP9. Vì hắn, anh và các đặc vụ khác phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hậu quả mà băng Mũ Rơm đã gây ra. Tuy nhiên, sau 2 năm time skip, Lucci không những được phục chức mà còn trở thành thành viên của CP0, cấp trên của Spandam. Lucci sinh vào ngày 2 tháng 6. Việc này bắt nguồn từ phiên âm họ của anh ấy trong tiếng Nhật, 62 có thể bắt nguồn từ Robu. Một người hâm mộ đã phát hiện ra một sự thật thú vị, đó là tên của Rob Lucci có nghĩa là đánh cắp ánh sáng. Trong đó nó được ghép từ từ Rob có nghĩa là ăn cắp và từ Lucci phát âm tương tự như Luce trong tiếng Ý có nghĩa là ánh sáng. Điều này dường như phù hợp với triết lý công lý của Lucci, đó là necessary evil hay cái ác tất yếu, một triết lý có phần đen tối đúng như cách anh hành động. Đáng chú ý, cái tên này hoàn toàn không phải là chủ đích ban đầu của Eiichiro Oda. Nó hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, được chứng minh khi fan hâm mộ hỏi ông, mà ông hoàn toàn không hề hay biết về điều đó. Về ngoại hình, Rob Lucci là một người đàn ông cao mảnh khảnh, với đôi lông mày cong và một chòm râu dê khá nổi bật. Dù mảnh khảnh, thế nhưng Lucci lại sở hữu một khối cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, được hình thành trong khoảng thời gian luyện tập khốc liệt. Trên cơ thể đó là một hình xăm vương gạch chéo trên mỗi cánh tay, cùng một vết sẹo hình thành do đạn đại bác với biểu tượng của chính phủ thế giới ở đằng sau lưng. Lucci để một mái tóc đen gợn sóng dài ngang vai, đôi khi lại buộc kiểu đuôi ngựa. Đồng hành cùng Lucci là một chú bồ câu Hattori, con vật mà anh ta vô cùng yêu quý, thường đậu trên vai phải của Lucci mỗi khi không chiến đấu. Thậm chí trong khoảng thời gian trà trộn ở Water 7, nó đã hỗ trợ anh nói chuyện với mọi người. Một chút về Hattori, nó không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào, thế nhưng lại vô cùng thông minh khi có thể hiểu và bắt chước được phong cách của con người. Nhờ đó mà Lucci thành công tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo của mình ở Water 7. Đôi cánh của Hattori di chuyển mềm mại và sử dụng được như một đôi tay của con người. Nó thường được thấy là hay mặc áo khoác, cầm ly và uống rượu như một con người thực thụ. Bên cạnh Hattori, chiếc mũ chóp lớn cũng là một phần không thể thiếu của Lucci, cùng một bộ vest màu đen hoàn toàn, phần tay áo cũng thường được sắn lên. Đi cùng với đó là một đôi giày da màu đen, cà vạt trắng và khăn tay ở túi ngực. Trang phục này hoàn toàn khớp với trang phục của các thành viên CP9, khi toàn bộ họ cũng mặc một bộ đồ lấy màu đen làm chủ đạo. Sau 2 năm time skip, ngoại hình của Lucci cũng không có gì thay đổi. Thứ duy nhất chính là bộ vest đen ngày nào đã được chuyển thành màu trắng, thêm vào đó là một chiếc áo khoác ở trên vai. Do được thăng cấp lên CP0, Lucci cũng sở hữu một chiếc mặt nạ. Nó có thiết kế khá đơn giản, che nửa trên khuôn mặt với những đường cong bên dưới mắt. Ngoài ra, người bạn đồng hành Hattori cũng sở hữu một chiếc mặt nạ nhỏ cùng một bộ vest như một thành viên đặc biệt của CP0. Lucci xuất hiện với tư cách là một đặc vụ Cipherpol mang nét tính cách lạnh lùng, quyết đoán, luôn luôn chấp hành nhiệm vụ. Có thể gọi là một cỗ máy chiến đấu máu lạnh không có nhân tính. Dễ thấy nhất là việc anh không ngần ngại tấn công, thậm chí là giết hại một người bạn vô cùng thân thiết với mình trong suốt 5 năm ở Water 7 là Paulie, chỉ vì phát hiện ra thân phận CP9 của mình. Thậm chí chính Lucci cũng khẳng định anh chả quan tâm gì đến Water 7, nơi đã sinh sống 5 năm. Hay cả cấp trên Spandam của mình, anh ta cũng không coi ra gì. Bản tính kiêu ngạo vốn chỉ coi nhiệm vụ là trên hết, rất phù hợp với một đặc vụ. Bất chấp những việc đó, các thành viên của CP9 đều đánh giá cao Lucci, không hề tỏ ra khó chịu với cách hành xử của anh. Lucci là mẫu đặc vụ có thể sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí là làm mọi thứ để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Nhưng việc trong suốt khoảng thời gian hoạt động bí mật ở Water 7, Lucci luôn im lặng và sử dụng Hattori như một cách nói chuyện của mình. Bất chấp ngoại hình không mấy thiện cảm đó, khi là một thợ đóng tàu, Lucci vẫn luôn tỏ ra chuyên nghiệp, lịch sự, khiêm tốn và chỉ trích những người khác vì làm việc không hiệu quả, đặc biệt là Paulie. Nhưng sau khi bỏ thân phận thợ đóng tàu và quay lại với tư cách CP9, Lucci đã trở lại là một sát thủ lạnh lùng máu lạnh và không hề có bất cứ liên hệ nào với nhân cách trước đó. Nhân cách của Lucci cũng chính là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất về quan điểm công lý triết lý cá nhân của anh. Bất cứ thứ gì ngược lại với lợi ích của chính phủ thế giới đều phải bị tiêu diệt, dù cho nó có là một việc xấu xa. Triết lý này được gọi dưới cái tên Necessary Evil, một triết lý công lý hắc ám. Vì vậy Lucci sẵn sàng nỗ lực, ra hết sức để hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi cách, và quyền giết người của CP9 luôn là chính đáng, miễn sao nhiệm vụ đạt hiệu quả, bất chấp mệnh lệnh của cấp trên như Spandam. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở quá khứ, Lucci đã giết 500 người lính trong quá khứ vì sở hữu niềm tin khác anh ta. Đó là biểu hiện của sự yếu đuối là một tội lỗi. Bất cứ ai tỏ ra yếu đuối đều không hơn gì một tên tội phạm, nên họ được xem những thứ làm bất lợi cho chính phủ. Vì vậy Lucci sẵn sàng hạ sát toàn bộ họ. Đằng sau lớp tính cách vô cảm và vẻ bề ngoài nghiêm khắc của mình là một phần tính cách không hề vô cảm. Nét tính cách đó thuộc vào một trong 7 đại tội lớn nhất của loài người. Đại tội được xem là nguyên nhân sinh ra 6 tội lỗi còn lại. Đó chính là kiêu ngạo. Lucci cực kỳ kiêu ngạo và khát máu. Anh từng tiết lộ ở tháp công lý rằng anh tham gia vào chính phủ thế giới chỉ để được giết người một cách hợp pháp. Việc này bị ảnh hưởng từ quá khứ của anh. Hay một việc khác là Lucci sẵn sàng thỏa hiệp với nhiệm vụ đưa Robin đến Gate of Justice bằng việc để Luffy đuổi với mục đích chiến đấu. Khi Luffy xông qua cửa, Lucci chỉ cười nhếch mép, hoàn toàn không coi cậu là gì. Thậm chí trong trận chiến với Luffy, Lucci đã chế nhạo cậu để làm mất tinh thần. Điều đó cũng thể hiện phần nào việc Lucci xem thường khả năng của Luffy mà không ngừng đề cập đến việc giết Nico Robin. Khi một người kiêu ngạo bị động đến lòng tự trọng thì chắc chắn họ sẽ phản ứng rất dữ dội. Tương tự như vậy, Lucci rất ghét những kẻ dám chế nhạo mình vì anh là kẻ luôn tự hào về bản thân. Như việc trong trận chiến với Luffy, Usopp gần như là một kẻ vô hình cho đến khi cậu bắt đầu xúc phạm anh ta. Hay Iceberg và Frankie gọi anh ta là Gaki, có nghĩa là đứa trẻ hoặc thằng nhóc, cũng phải lãnh một cú đá uy lực của anh. Bất chấp là một cỗ máy giết người máu lạnh của chính phủ thế giới, Lucci vẫn thể hiện một mặt đồng cảm nhất định với những cá nhân mà anh cho là vô tội. Như việc khi băng cướp biển Candy đang tấn công một ngôi làng nhỏ, Lucci nhanh chóng cử người đi cứu người dân ở đó, mặc dù sau đó anh vẫn thực hiện nhiệm vụ và cùng các thành viên rời đi. Điều này khẳng định rằng trong sâu thẳm Lucci không hoàn toàn vô cảm và dành sự đối xử đặc biệt cho người mà anh coi trọng. Hay như chú chim bồ câu Hattori của mình, Lucci luôn để nó bay đi khi bắt đầu chiến đấu và vẫn luôn chăm sóc cho nó. Một lần khác, Lucci cũng bày tỏ lòng biết ơn tới người bác sĩ đã cứu mạng mình trong cuộc đụng độ với Luffy ở Enies Lobby. Lucci đã phải trải qua quá khứ như thế nào để biến một cậu bé ngây ngô trở thành một con người kiêu ngạo vô cảm như vậy? Bức màn quá khứ của Lucci cũng không có quá nhiều biến cố, thậm chí là nó có phần khá là đơn giản với những gì đã được tiết lộ trong bộ truyện. Chúng ta được biết khoảng 22 năm trước, khi bộ truyện bắt đầu, Rob Lucci lúc đó mới 6 tuổi, cùng Lueno 8 tuổi và Jabra 13 tuổi, được huấn luyện theo phong cách Rokushiki và ám sát, cùng với các mầm non của CP9 khác trên Wanhao và khoảng thời gian Roger bị hành quyết. Họ rèn luyện chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn với mục tiêu trở thành những đặc vụ xuất chúng. Tất cả họ đều là trẻ mồ côi, được chính phủ nuôi dưỡng để trở thành các đặc vụ chuyên nghiệp. Rokushiki là một phong cách võ thuật đặc biệt siêu phàm, được giới thiệu lần đầu bởi các đặc vụ CP9. Rokushiki hay còn gọi là lục thức, với bộ 6 kỹ thuật cơ bản cùng một chiêu thức bí thuật đặc biệt chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể sử dụng được, gồm Geppo, Tekkai, Rankyaku, Soru, Shigan, Kamie và cuối cùng là chiêu thức thứ 7, Rokugan. Quay trở lại về quá khứ của Lucci, sau khoảng thời gian luyện tập từ lúc 6 tuổi, Lucci lên 13 tuổi, lúc này đã trở thành một đặc vụ của chính phủ, được cử đi làm nhiệm vụ tại một vương quốc. Tình thế của vương quốc khá ngặt nghèo khi 500 binh lính đã bị một băng cướp biển bắt làm con tin. Với yêu cầu phong thuyền trưởng của họ thành vua mới của vương quốc thì sẽ thả con tin. Khi cảm nhận được thất bại và nhà vua định xuống nước, chính phủ đã cử Lucci đến để giải quyết tình hình. Rất nhanh chóng, cậu đã trực tiếp đối mặt với băng hải tặc để thị uy sức mạnh, sau đó giả vờ bị bắt để đến chỗ các tù nhân và giết toàn bộ 500 con tin. Từ đó vô hiệu hóa giao kèo giữa vị vua và băng hải tặc. Đây là việc mà anh cho là cần thiết để bảo vệ chính phủ. Cũng rất nhanh sau đó, Lucci đã tàn sát toàn bộ một băng hải tặc dễ dàng và đầu của tên thuyền trưởng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cũng trong trận chiến đó, Lucci đã cố tình bị dính loạt đại bác và khiến lưng anh có một vết sẹo mang biểu tượng của chính phủ thế giới. Đó cũng là cách mà Lucci thụy ý sức mạnh của mình với chính phủ và họ đã nhận ra anh là mạnh đến mức nào sau sự kiện lần đó. Sau một khoảng thời gian ngắn, Lucci cũng đã trở thành một đặc vụ CP9, đồng thời họ cũng nhận được nhiệm vụ cùng Kaku, Lueno và Khalifa đến Water 7, thâm nhập vào Galila Company với tư cách thợ đóng tàu để lấy lại bản thiết kế Pluton từ Iceberg, thị trưởng và cựu học trò của thợ đóng tàu huyền thoại, người đã tạo ra con tàu Odo Jackson của Roger, đó là Tom. Nhanh chóng Lucci đã trở thành một chuyên gia và dần trở nên nổi tiếng, trở thành một thành viên được mọi người tôn trọng ở Galila Company. Sau đó là câu chuyện mà ai cũng biết, với phi vụ bắt giữ Nico Robin và trận chiến chấn động với băng hải tặc Mũ Rơm, được đánh giá là một trong những arc hay nhất của series One Piece này mà chắc hẳn không ai không biết. Nhưng diễn biến sau trận chiến đó, do vết thương nặng và gần như đến mức tử vong mà anh phải chịu trong trận chiến với Luffy, khiến Lucci bị hôn mê. Tuy nhiên, Spandam đã cử người truy đuổi họ vì để đổ lỗi cho các thất bại của nhiệm vụ. Vì vậy mà các đặc vụ CP9 không thể nhờ cậy chính phủ thế giới. Họ chạy dọc theo đường dây tàu biển và đến thành phố Saint Poplar, nơi mà cả nhóm trở thành những nghệ sĩ biểu diễn để kiếm tiền trị thương cho Lucci từ những nghệ sĩ đến tạp vụ cho đến khi anh tỉnh lại. Khi xuất viện, Lucci cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng việc bắt tay bác sĩ, cùng với đó là giải trí với các thành viên CP9 khác, như để trả ơn cho hòn đảo đã cứu mang mình. Các thành viên CP9 đã tấn công băng hải tặc Candy và Lucci đã hạ gục thuyền trưởng chỉ với một cú đá. Cũng vì hành động này, họ hiểu họ không nên ở đây lâu hơn nữa và tiếp tục khởi hành trở về quê hương Wanhao. Họ tiếp tục theo dõi thế hệ tiếp theo của CP9 và khi Very Good đến bắt họ, họ đã chống trả lại và đánh bại được hải quân. Lucci liên lạc với Spandam bằng Dendenmushi và hứa sẽ đến cứu anh ta cùng các CP9. Có lẽ vì hành động này mà sau đó Lucci đã được thăng chức thành CP0. Một số thông tin bên lề cho biết, các thành viên khác của CP9 cũng đã đều được thăng chức, trở thành đặc vụ CP0 thế hệ mới. Cho đến thời điểm hiện tại, Lucci đang cùng Kaku và Stacy, ba thành viên CP0 thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Vegapunk ở Egghead và cũng là một trong những phản diện chính trong arc mới nhất của phần truyện này. Tương lai của Lucci có lẽ sẽ không mấy tốt đẹp và có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta được chứng kiến anh xuất hiện trong bộ truyện này. Trong trận chiến không có gì là chắc chắn. Trước sự kiện ở Enies Lobby, không ai nghĩ rằng Rob Lucci có thể thua. Đó là câu nói mà Kuma cảnh báo Moria về băng Mũ Rơm. Thế nhưng nó cũng phần nào thể hiện được sức mạnh và độ nguy hiểm của thành viên mạnh nhất CP9, Rob Lucci. Ngay khi mới 13 tuổi, Lucci được biết là một cỗ máy giết người hàng loạt, đặc vụ mạnh mẽ nhất lịch sử CP9 với Doriki 4000, gần gấp đôi Kaku 2002, thành viên mạnh thứ hai. Doriki là thang đo sức mạnh được CP9 sử dụng để xác định sức mạnh thể chất của ai đó bằng một đơn vị trực tiếp. Nó như một thước đo hoàn chỉnh về sức mạnh của Rokushiki mà họ sử dụng. Thể chất của Lucci được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Từ thời điểm đó, Lucci đã phát triển sức mạnh thể chất phi thường, vượt xa bất kỳ đặc vụ CP9 nào. Mạnh hơn 400 lần so với một người lính trang bị vũ trang thông thường, lớn hơn 8 lần so với mức tối thiểu để được coi là superhuman, chỉ với Doriki của anh ta mà không cần biến hình. Khi mới 13 tuổi, bị tấn công trực tiếp bởi đại bác mà cũng chỉ để lại cho Lucci những vết sẹo nhỏ. Hay khi chiến đấu với Luffy, Lucci vẫn hầu như chiếm được lợi thế trong hầu hết các cuộc chiến, thậm chí khiến Luffy phải nhận sát thương thập tử nhất sinh, bất chấp lúc đó khái niệm Haki chưa hề xuất hiện. Bên cạnh khả năng thể chất đáng kinh ngạc của mình, Lucci cũng là một đặc vụ CP9 vô cùng xuất chúng với sức mạnh siêu phàm, thông minh và xảo quyệt, đồng thời là bậc thầy trong việc sử dụng Rokushiki hay lục thức. Sức mạnh của Lucci được xem như đủ sức để một mình tiêu diệt toàn bộ bằng Mũ Rơm, trừ Luffy với tất cả sức mạnh mà cậu sở hữu. Về lục thức, Lucci là người có khả năng làm chủ nó tốt nhất trong CP9, thậm chí nó phát triển mạnh mẽ hơn với các biến thể mạnh mẽ hơn từ mỗi dạng khác nhau. Trong đó, Rokugan là đòn tấn công tối thượng của phong cách chiến đấu Rokushiki, khi chỉ những người thông thạo 6 kỹ năng còn lại mới tiếp cận được kỹ thuật thứ 7 này. Khi đó, người dùng đặt cả 2 nắm đấm của mình ngay trước mục tiêu, tập trung sức mạnh thể chất, nhằm phóng ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ từ các đốt ngón tay về phía trước, gây nội thương nghiêm trọng cho nạn nhân, vượt qua được khả năng của trái Gomu của Luffy, khi có thể chống chịu được trước các đòn tấn công vật lý một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó cũng đánh đổi lại về thể chất khá lớn, vì khi sử dụng xong, Lucci luôn thở hổn hển, vậy nên nó chỉ được sử dụng trong những tình huống cấp bách nhất. Kế đến là khả năng từ trái ác quỷ hệ Zoan, Neko Neko no Mi Model Leopard. một trái ác quỷ hệ Zoan cho phép biến thành một con báo. Vì không phải là một trái ác quỷ hệ Zoan đặc biệt, vì vậy nó chỉ mang lại công dụng như những trái Zoan bình thường, về thể chất hay những đặc tính đặc biệt như tốc độ, lực chân, lực tay mạnh mẽ hơn. Thế nhưng với danh thiên tài, Lucci đã thức tỉnh được trái ác quỷ của mình, cho phép anh trong một trạng thái mới gia tăng đáng kể thể chất, tốc độ, khả năng phục hồi. Đặc biệt anh hoàn toàn có thể kiểm soát được sức mạnh của nó mà không bị ảnh hưởng bởi bản chất động vật như một số cai ngục ở Impel Down. Sức mạnh này của Lucci sánh ngang được với cả Luffy trong trạng thái Gear 5 một khoảng thời gian, tuy nhiên kết quả thì vẫn phải chịu thua men. Cuối cùng là khả năng sử dụng Haki. Dù không có Haki bá vương, thế nhưng Haki vũ trang của Lucci cũng có thể được coi là một bậc thầy khi có thể đụng độ ngang sức với Luffy ở dạng Gear 5, một bậc thầy Haki vũ trang mạnh mẽ, hay nó mạnh đến mức vượt qua cả Busou Shoku Haki cao cấp của Sentomaru, hay đỡ được những đường kiếm của Zoro. Còn về Haki quan sát, dù được biết là có sở hữu, thế nhưng cũng chưa có cơ hội thể hiện cho Lucci. Lucci là một thiên tài, một đặc vụ trung thành của chính phủ, một đối thủ đầy duyên nợ với băng hải tặc Mũ Rơm, là một trong những nhân vật được xây dựng vô cùng xuất sắc để trở thành một phản diện xứng tầm, cả về tính cách lẫn sức mạnh, tạo nên một phản diện hoàn hảo. Có thể Lucci không có một quá khứ đủ sâu sắc, cũng như không còn quá vượt trội với sức mạnh hiện tại, thế nhưng nó là thứ dư vị vừa đủ giữa những cuộc chiến cam go trong giai đoạn cuối của series này. Vậy các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé! Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya! Và bây giờ là đến chuyên mục comment hay 7 ngày xuống cuối. Yeah, Sú win rồi. Tôi fan Sú, chia buồn với fan Gojo. Ad nghĩ sao về việc Kenjaku chiếm lấy xác của thầy Gojo? Mong Ad ra một video giả thuyết. Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ? Gojo thì 1/2, All Might thì tự hủy.